Sau khi cơn mưa qua đi thì màn đêm cũng đã bắt đầu bao phủ toàn bộ khu vực này, và rạp đám cưới cũng đã bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại. Nhìn từ phía bên ngoài trông nó như một dải ngân hà thật thụ, với đầy đủ các ánh đèn nhiều màu sắc rực rỡ. Phía bên trong thì công tác sắp xếp bàn ghế cũng đã được triển khai một cách gấp rút. Nhiều tình nguyện viên trong gia đình cũng đã có mặt tại khu vực này để bảo đảm cho công việc tiếp khách trong đêm tối ngày hôm nay. Trên sân khấu bây giờ thì ánh đèn và âm nhạc cũng đã kết hợp với nhau, tạo ra một không gian ồn ào và đầy đủ màu sắc. Những khán giả nhí cũng đã bắt đầu có mặt rải rác tại khu vực này. Bữa tiệc chiêu đãi vào tối ngày hôm nay bao gồm mồi màn và thức ăn cùng với rất nhiều bịch cơm trắng nằm ở trên đó. Mình đã rất hài lòng về những bữa tiệc ăn cơm như thế này, vì bản thân mình là một gã đàn ông mang trong người với rất nhiều căn bệnh nan y, trong đó có căn bệnh viêm đại tràng. Nó đã khiến mình ỉ chảy suốt nhiều tháng nay, nên từ đó mình cũng đã tạm thời gác lại việc chè chén cùng với anh em trong một thời gian dài và chú tâm hơn vào công tác ăn uống bồi bổ bản thân, mặc cho những lời chế giễu và chê bai từ phía thiên hạ. Hứa hẹn một ngày nào đó khi căn bệnh quái ác này đã qua đi, mình sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa, từ đó làm bàn đạp đoạt luôn danh hiệu trùm đế của khu vực này. Bữa tiệc đang diễn ra suôn sẻ cùng với nhiều lợi thế về ăn uống của bản thân mình thì bỗng dưng bị cúp điện. Sự cố cúp điện này đã khiến cho rất nhiều người có mặt tại đây phải hoang mang, lo lắng, bất bình và sợ hãi. Trong đó lo lắng nhất vẫn là trẻ em và những người phụ nữ với nhan sắc dưới trung bình. Ít phút sau thì được can thiệp bởi máy phát điện nên âm thanh và ánh sáng cũng đã tạm thời quay trở lại với mọi người, xua tan bóng đêm và nỗi sợ hãi phần nào của những người có mặt tại bữa tiệc trong đêm ngày hôm nay. Thật ấm áp và đầy tính nhân văn phải không mọi người? Chúng ta hãy thả tim follow và bấm theo dõi ngay lúc này để hỗ trợ cho bữa tiệc có tính đoàn kết hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và khoảng hơn 1 giờ sau thì nguồn điện đã có trở lại. Lúc này thì tất cả mọi người cũng đã trở nên mất tự chủ và toàn bộ trai thanh gái tú đã kéo nhau lên sân khấu để nhảy nhót. Do một thời gian dài bị phong tỏa và kìm hãm bởi màn đêm nên lượng cồn họ đổ vào dạ dày của bản thân cũng khá nhiều. Khi ánh sáng đã quay trở lại, toàn bộ những người này gần như đã mất tự chủ. Lúc này trong tất cả bọn họ thật đáng sợ. Thôi mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người trong phần tiếp theo của tuyển tập đám cưới khổng lồ.